Dạ rồi đây em sẽ quay, lần này thì em sẽ quay review cận cảnh con xe này, tại vì xe này em chưa có quay nha, mới về. Xe này là của ông anh. Xe này là của ông anh, nó là ông mua đập thùng, cái xe mới là nguyên đập thùng luôn. Thì thế là ông mua rồi về ông xài chán rồi ông ráp đồ chơi tùm lum tùm la trong đây nè. Đó. Đó đồ chơi cái gì ông gắn này nè. Đó, xe bánh mâm tùm lum tùm la rồi gắn đồ chơi đây, cái này cũng đồ chơi luôn. Đây. Cái này cái gì ta? Máy bộ máy lóc máy, đó, ba lóc máy cũng gắn đồ chơi luôn. Rồi gì body boga gì tùm lum tùm la cũng gắn đồ chơi nha luôn luôn nha quý anh chị. Xe này thì đó đèn trước cũng gắn rất là đẹp luôn ha. Ồ biết ghê không, đèn trước cũng gắn đồ chơi luôn, đĩa dưới cũng đồ chơi luôn nha các anh. Các anh nào mà đam mê xe gắn đồ chơi thì lấy liền em này về cho em nha. Đây nè, đó đĩa nè, zin toàn tập luôn nha các anh chị, rất là đẹp luôn. Xe này màu rất là đẹp nha, màu rất là màu xanh coban nha. À bạn số 9 nút luôn nha, phát phát nha các anh chị, bạn số tiếng nha. Đó mà mua xe là xong phát tài phát lộc luôn á, tiến tới luôn á là hả vào ú ụ luôn á. Rồi bên đây cũng còn gắn đồ chơi nữa nè. Đó đẹp luôn. Xe này là có anh đó ảnh mua 100 triệu đó, xong rồi anh về anh gắn thêm đồ chơi nữa là 100 mấy lần đó. Nhưng bây giờ là em muốn đẩy đi liền giùm ảnh luôn á là 30 triệu lấy liền nha các anh chị. Nhưng mà lấy liền là 30 triệu đó, chuyển khoản liền cho em là 30 triệu nha, 30 triệu thôi đó. Mua cái này là hời lắm luôn á, rẻ là coi rẻ tới mấy chục triệu luôn nha các anh chị. Mua ra xe này là rẻ tới mấy chục triệu luôn á, đẹp lắm luôn nha đó. Có gì mà các anh chị thích xe này thì vào inbox rồi điện thoại rồi nhắn tin cho em nha. Xem cái clip này mà thích thì cho em xin một like với lại một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha các anh chị. Quá là đẹp rồi. Đây. Đó, đây cũng gắn đồ chơi luôn nha. Đó, xe này là ad 150. Ad 150 rồi bao sang tên ngay và liền luôn nha các anh chị. Rồi em rất cảm ơn các anh chị đã xem clip của em nha. Rồi chúc các anh chị có một ngày mới tốt lành, bình an, hạnh phúc nha. Yêu thương em thì đăng ký kênh nha. Bye bye.